Thưa với quý vị và các bạn, vậy là đã hết năm 2020. Bây giờ là đã bước sang ngày đầu tiên của năm 2021 rồi ạ. Và quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, với một năm kinh tế thực sự là rất là buồn, trải qua rất là nhiều sóng gió với đất nước mình, cũng như tất cả các nước trên thế giới, ví dụ như là dịch bệnh này, thiên tai này. Ở Việt Nam mình thì đã có đủ cả hết dịch bệnh và thiên tai, tất cả đều rất là khó khăn, trải qua một năm rất là khó khăn đối với chúng ta. Tất cả các doanh nghiệp đều gặp rất nhiều khó khăn, nó ảnh hưởng chung cả thị trường rồi, từ việc tất cả các ngành nghề đều bị ảnh hưởng bởi dịch Covid và thiên tai lũ lụt rất là nhiều. Thì hôm nay là đã bắt đầu bước sang ngày đầu tiên của năm 2021 rồi ạ. Tôi xin chúc quý vị và các bạn có thật nhiều sức khỏe và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa. Và cái ngày đầu tiên của năm 2021 hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn một chiếc xe siêu lướt ạ. Đó chính là chiếc xe Toyota Vios. Đây là chiếc xe Vios phiên bản E, số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 luôn ạ, và đăng ký năm 2020, vừa đăng ký được mấy tháng và đã lăn bánh được 8.000 km rồi ạ. Và đây là cái phiên bản E số tự động ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Toyota Vios 2020 này ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn hãy cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần ngoại thất của chiếc xe này ạ. Hôm trước thì tôi mua chiếc xe này về, tôi cũng đã quay trực tiếp lên cho quý vị và các bạn cùng xem rồi. Hôm nay thì tôi đã đánh bóng đi một chút để thấy được, để cho những cái vết xước nó nhỏ nhỏ nó có thể hết. Tại vì là chiếc xe này thì nói thật với quý vị và các bạn mới lăn bánh được 8.000 km thôi, và nước sơn còn nguyên bản, tất cả là còn nguyên bản hết, cho nên là tôi không sơn lại những cái một vài chỗ mà xước mà tôi cũng đã chỉ cho quý vị các bạn xem từ hôm trước rồi đấy ạ. Tôi không sơn nữa tại vì nó còn sơn nguyên bản của xe. Bây giờ sơn đi một cái là nó mất zin. Tôi sơn xe thì cái việc này thì rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó sẽ mất zin của xe. Tôi vẫn để cái nước sơn cho nó nguyên bản để quý vị các bạn thấy 100% sơn zin nhé. Về cái phần ngoại thất này thì tôi cam kết luôn quý vị và các bạn không ngập nước, máy móc tất cả các thứ còn nguyên bản ạ. Sơn zin cho nên là quý vị và các bạn đừng hỏi là xem có bị đâm đụng hay va chạm gì không nhé. Nhìn thấy luôn ạ, một số vết xước mà tôi đánh bóng mà không hết thì vẫn còn đấy ạ. Đấy, tôi để cho nó nguyên bản này, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Quý vị và các bạn thấy ạ, mới lăn bánh được có 8.000 km thôi, cho nên là tất cả nó còn rất là mới. Và cái phần đèn này, đây là những cái phần mà chủ xe ốp thêm đấy quý vị các bạn nhé. Đấy, những cái phần đèn này chủ xe ốp thêm này. Đấy, những cái ốp đèn này là chủ xe ốp thêm đấy, chứ nguyên bản là nó không có cái phần chrome xung quanh này đâu. Phần này là ốp thêm. Một số điểm mà chủ xe đã ốp thêm vào, ví dụ như ốp đèn này, ốp tay nắm cửa này. Đây là phần tay nắm cửa này. Phần này là phần mà chủ xe ốp thêm này. Và nắp bình xăng. Đấy, những cái phần đấy là phần mà chủ xe đã ốp thêm vào cho chiếc xe này ạ. Phải nói là chiếc xe siêu lướt này hoàn toàn là hợp lý, vì bây giờ quý vị và các bạn mà mua xe mới là trong hãng đang hết xe rồi, trong hãng đang báo hết xe bản E số tự động về đây. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp trên gương, với option cũng tương đối là đầy đủ rồi đấy ạ. Rất là mới, dàn lốp tất cả các thứ là còn nguyên bản hết đấy ạ, và còn rất là dày. Đết lốp là năm 2019 đấy quý vị các bạn nhé. Đết lốp nguyên bản, cả một dàn lốp là nguyên bản, lốp sơ cua cũng chưa hạ cơ. Đây là cái dàn lốp này, toàn bộ là đết lốp 2019 này. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 nhưng phụ tùng như lốp chẳng hạn là sản xuất năm 2019 này. Cả cái dàn lốp này rất là mới, mới làm bánh có 8.000 km thôi, chưa phải thay, chưa phải làm bất cứ một cái gì cả, mới thay dầu thôi ạ. Đèn lốp rất là mới, rất đẹp, la răng chưa xước sát gì cả, và lốp sơ cua thì còn chưa hạ cơ ạ.
sau đây thì tôi sẽ mở cho quý vị bạn xem về cái phần lớp xương cua dưới hạ luôn đấy. Đây, lớp xương cua chưa hạ này, còn nguyên vạch sơn của mặt lốp này, rất là mới ạ. Đó, rất là mới luôn, chưa có một vết xước nào luôn ạ. Xe đã được chủ xe lắp thêm là màn hình Android và camera lùi. Đây là camera lùi này, cảm biến lùi có luôn rồi ạ. Rất là đẹp, rất là đầy đủ. Quý vị và các bạn mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc dùng thôi, không phải làm thêm bất kỳ một cái gì nữa. Và đây là cái phần nội thất của xe mà tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn. Đây ạ, tất cả là nó còn rất là mới, là đẹp. Cái phần video này, ở cái video này thì tôi bỏ qua giới thiệu về cái phần keo chỉ cho quý vị và các bạn nhé. Những chiếc xe khác thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn về cái phần keo chỉ, nhưng chiếc xe này tôi sẽ không cần phải giới thiệu keo chỉ nữa vì nó còn chưa có nhiều xước đâu ạ. Bên sơn zin nó còn nguyên bản cho nên bên trong nó sẽ nguyên hết đấy quý vị và các bạn ạ. Bậc cửa thì chủ xe đã lắp thêm cái phần ốp bậc cửa này. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 đấy ạ. Đấy, sản xuất năm 2020, sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam thôi ạ. Và nội thất thì ở chiếc xe phiên bản E này cũng đã được trang bị option, ví dụ như là cảm biến lùi này, vô lăng bọc da này, tích hợp các phím điều khiển trên ôm vô lăng này, ghế là ghế da rồi ạ. Ghế da, và chủ xe cũng đã làm thêm cái sàn lót chân là sàn da rồi đấy ạ. Đấy, đây là sàn da này, chủ xe đã làm thêm rồi. Đấy, bây giờ quý vị và các bạn mua xe mới về thì cũng phải trang bị thêm một cơ số tiền vào để làm lên cái xe đấy ạ. Ví dụ như lót sàn da này, rồi kính này, đây là kính đã dán phim cách nhiệt đây quý vị và bạn nhé. Đấy, dán phim cách nhiệt này, lót sàn da này, lắp đầu màn hình. Lát nữa tôi giới thiệu cho quý vị bạn xem về cái màn hình mà chủ xe đã lắp thêm. Đấy, đây tắp bi này, rất là mới, rất là đẹp. Và từ những cái bậc bước chân như thế này đây ạ, chủ xe đều dán lót hết rồi, cho nên là nó chưa có xước sát gì ở cái bậc cửa đấy đâu. Nếu như chạy nhiều hoặc không dán những cái này vào, nó sẽ hay bị xước cái bậc cửa này, rất là xấu. Và đây là chủ xe đã làm hết đầy đủ hết rồi, lót chân này đầy đủ hết cả rồi, trải sàn da có hết rồi, nội thất da thì rất là đẹp đấy, rất là mới, tại vì mới lăn bánh được có 8.000 km thôi, cho nên là nó rất là mới. Và tôi quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn luôn về cái phần mà chủ xe đã lắp thêm ạ. Đây là cái phần chủ xe lắp thêm, đây là cái màn hình Android rất là xịn đây quý vị và các bạn nhé. Màn hình này rất là xịn mà chủ xe cũng đã lắp thêm cho chiếc xe này, có đầy đủ các tính năng giải trí, rồi thì camera lùi, YouTube các thứ đều tích hợp hết ở trên cái màn hình này rồi. Quý vị và các bạn mà mua chiếc xe này về thì không phải lắp thêm cái màn hình này nữa. Cái màn hình này giá trên thị trường đang lắp là khoảng 12 triệu đồng đấy quý vị và các bạn ạ. Và quý vị và các bạn đã mua chiếc xe này về thì không phải lắp thêm những cái phần đồ đấy nữa. Đấy, và đồng hồ công tơ mét thì của chiếc xe đây ạ. Đấy. Đấy. Mà xe mới lăn bánh được 8.200 km thôi quý vị và bạn ạ, rất là mới, rất là đẹp. Nội thất các thứ đều mới hết luôn ạ. Nội thất các thứ tất cả còn rất là mới. Nội thất của chiếc xe này là màu kem. Đó, màu kem mà phải đi giữ gìn cẩn thận thì nó mới được đẹp, sạch sẽ như này đây. Đây là cái tắp bi cửa trước bên phụ ạ. Đấy, từ những cái bậc cửa quý vị và các bạn này, bước vào xe thì quý vị bạn đã thấy rồi đấy, được dán ốp bậc cửa cẩn thận cho nên là chiếc xe này không vấn đề gì cả, chưa xước sát thì bậc cửa. Không khác gì một chiếc xe ở trong hãng mà ra đấy ạ. Và ngay sau đây thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Toyota cũng đã trang bị cho chiếc Vios 2012 phiên bản E này là một cái khối động cơ 1.5 lít và là cái động cơ xăng, động cơ đua VVT-i đây quý vị và các bạn ạ. Nhưng cái điều quan trọng mà hôm nay tôi muốn giới thiệu cho quý vị và các bạn đó chính là một cái động cơ của chiếc xe siêu lướt ở cái 8.000 km thì nó còn đẹp, còn mới như thế nào thì
Đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng xem ạ. Nó không khác gì một chiếc xe vừa mới xuất xưởng ạ. Chiếc xe này còn đang được bảo hành tại Toyota Việt Nam. Quý vị và các bạn có thể đi tất cả các đại lý nào của Toyota cũng được kiểm tra và bảo hành bảo dưỡng đầy đủ ạ. Vì chiếc xe này nó siêu luốt, nó chỉ có chạy có 8.000 km thôi, sản xuất năm 2020, cho nên là nó còn rất là mới, rất là đẹp đây ạ, thưa với quý vị và các bạn ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không đâm đụng, không ngập nước, máy móc tất cả là còn nguyên bản hết. Và quý vị và các bạn cũng đã biết đấy ạ, chiếc xe này thì chúng tôi không bảo hành cho quý vị và các bạn, nhưng hãng đã Toyota bảo hành cho quý vị và các bạn ạ. Còn bảo hành còn rất là dài vì chiếc xe mới sẽ đăng ký năm 2020 và mới lăn bánh có 8.000 km thôi thì còn bảo hành rất là dài tại hãng cơ. Quý vị và các bạn có thể kiểm tra tại bất kỳ đại lý Toyota nào ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Vios 2020 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và những chiếc xe Toyota Vios như thế này, mình rất thích những cái dòng xe này, đặc biệt là những anh em mua để chạy dịch vụ, tại vì là chiếc xe này thì cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu. Đây là cái mức tiêu thụ nhiên liệu mà nhà sản xuất công bố đấy ạ, 5,74 lít cho 100 km đường kết hợp ạ, và 7,53 lít cho 100 km trong khu đô thị. Còn nếu như chạy ở ngoài đường đô thị, ngoài đường trường thì có 4,7 lít cho 100 km thôi, quý vị và các bạn ạ. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu, cho nên là rất nhiều người sử dụng những chiếc xe như thế này để làm chạy dịch vụ đấy ạ. Chiếc xe này thì nó cái phiên bản E số tự động, cho nên là cũng ít người chạy dịch vụ hơn. Phần lớn là những người chạy dịch vụ thì chọn phiên bản số sàn để tiết kiệm nhiên liệu hơn ạ. Và chắc quý vị và các bạn đang quan tâm đến những chiếc xe này thì quý vị và các bạn cũng đã tìm hiểu ở trên giá của hãng rồi đúng không ạ? Chiếc xe này giá tại hãng bây giờ đang bán là 520 triệu đồng ạ. Và cái giá 520 triệu đồng này là giá tại hãng thời điểm này là không bớt ạ, vì xe trong hãng cũng đã hết rồi, không còn xe giao nữa. Và chiếc xe này thì chúng tôi cũng bán với giá bằng giá hãng niêm yết luôn là 520 triệu đồng. Vậy quý vị và các bạn, nhiều người lại bảo tại sao là xe cũ lại bằng giá xe mới? Vì quý vị và các bạn mua bây giờ mua xe mới là quý vị các bạn phải bỏ thêm rất nhiều tiền, ví dụ như từ tiền đăng ký này cho đến tiền lắp thêm đồ đấy. Ví dụ như đăng ký thì tại thời điểm bắt đầu từ hôm nay thì thuế đã về mức 12% rồi, không được khuyến mại 50% như trước nữa, cho nên là thuế lại bắt đầu cao. Và thứ hai nữa là nếu như mua một cái xe cũ xong thì quý vị và bạn cũng phải bỏ ra một số tiền để lắp, ví dụ như lắp đồ về phin cách nhiệt này, lên rồi thì lót sàn này, lắp đầu màn hình. Thì chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp hết tất cả các thứ rồi, cho nên là quý vị và các bạn mà sử dụng bây giờ mà mua chiếc xe này, lựa chọn chiếc xe này thì cũng đã tiết kiệm được một phần khá tiền đấy ạ. Và các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây. Một lần nữa chúc quý vị và các bạn có một năm mới nhiều sức khỏe và công việc thành công ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.
Yeah.